Chào mừng anh em quay trở lại với con đéo Moto Vlog. Và ngay bây giờ mình sẽ review cho các bạn một cái bản độ của Yamaha TBX 150. Độ rất nhiều đồ chơi và được lên bộ đề can. Thì các bạn hãy cùng xem mình review con này nhé, xem nó có những cái gì. Và bây giờ mình sẽ test thử cho anh em con Yoshi Alpha sơn nhúng carbon nhé. Con này là con Yoshi Alpha sơn nhúng carbon. TBX 150 được độ lại rất là đẹp và liền lạc. Nên là mình sẽ quay cho anh em xem và cái bản độ này. Bây giờ vì tại sao bây giờ giá của TBX này đã giảm xuống kịch sàn rồi. Mình nhớ hình như nó chỉ có 60-70 triệu thôi của chiếc xe mới. Thì chiếc xe này chủ xe đã độ. Và đây mình sẽ review cho anh em, tất cả anh em là cái đống đồ chơi của xe này lên nhá, lên như nào. Cái thụt này không phải là thụt đời mới đâu các bạn nhá. Cái này bản này là dán đề can bạn ạ. Đây, cái này là dán đề can chrome lên thụt. Thì cái dán đề can chrome này lên thụt thì trông nó sẽ thay đổi được cái màu của cái thụt, nhưng mà nó sẽ không được bền. Bên nên là bên mình sẽ không dám bảo hành cái này, nó bị bong biết các thứ thì không dám bảo hành cái này. Nhưng mà vẫn dán được hết tất cả nha anh em nhá. Thì đây là ngay từ đầu xe thì anh em thấy nó khác hoàn toàn con TBX đúng không? Vì nó đã được ốp cái đầu ốp đầu đèn MT09. Thì ốp màu đèn MT09 này lên, con này là hạ bản của Việt Nam mình. Giá nó chỉ có 950.000 thôi. Giá của nó chỉ có 950.000. Và thêm là những cái ốc titan này. Đấy, ốc titan lắp ở trên xe làm nó nổi bật cái đầu đèn lên. Ngoài cái đầu đèn trông dữ dằn của MT09 ra thì nó còn rất là nổi mấy con ốc này đúng không anh em? Tông màu chủ thể chủ xe chỉ lên đúng hai tông màu là bản độ này là anh em có thể thấy rất là quen đúng không? Một con Kawasaki Z800 bản màu đỏ đã độ y hệt như này. Và chủ xe lấy đúng y hệt bản Z800 này để mang ra độ cho TBX. Thì kính chắn gió này là mình lắp cái kính chắn gió Dragon của MT15 nha anh em nhá. Rất đẹp và trong đúng không các bạn? Các bạn nhìn thấy không? Trong vắt luôn. Đấy. Cái kính này là kính của MT15, lắp chuẩn cho MT15. Thì cái này mình đã lắp lên cho TBX để làm gì? Trông cho nó đẹp hơn, trông cho nó ngầu hơn. Và tiếp theo nữa là cái tay phanh hay côn của Speedy chống gãy. Thì rất là nhiều các bạn MT15, TBX, R15 V3, R15 V2 rồi FZI, rồi Vision các thứ hỏi lên tay phanh gì và cho nó vừa đẹp và vừa nhẹ sướng. Thì đây, câu trả lời nó mình sẽ không nói gì và mình sẽ chỉ cho các bạn tay phanh Speedy tăng chỉnh 6 số. Đấy, rất là ngon lành luôn.
Đấy, và nhẹ nhá, cực kỳ là nhẹ. Lòng tay này của mình rất là ngắn nên mình chỉ dùng được số 3, số 4 thôi. Chủ xe chắc lòng tay cũng ngắn nên là dùng số rất là thấp. Thì đấy là cái đầu tiên là đôi tay phanh tay côn Speedy kèm thêm hai đôi gương CLG làm kiểm rất đẹp đúng không các bạn? Đấy. Đôi này là sorry anh em, đôi này của X1R. CLG mình có. Đây là đôi này, đôi X1R. Đấy. Xi nhan trước chưa thay nhờ. Xi nhan trước chưa thay, đĩa chưa thay, chống đổ chưa thay. Nhưng bạn lên những cái này rồi, chụp phuộc. Chụp phuộc T-Bix. Cái này thì chụp phuộc mình có lên được cho T-Bix, lên cho R15V3, lên được luôn, đẹp luôn. Các bạn thấy không? Đoạn này nó hở ra một đoạn rất là xấu, nhưng mà cái này là sau khi lắp lên thì nhìn trông nó rất là đẹp liền lạc đúng không? Trông nó không bị phô, mà cộng thấy là cực kỳ hợp với cái vỏ phuộc này luôn. Tiếp theo nữa là một cái dàn để can nhôm. Thì mình đã thiết kế lại theo cái bản của con Z800 đấy. Dàn để can nhôm, cái màu này là màu đỏ cam nhá các anh em nhá. Cái màu này lên hơi màu cam, đấy là lý do tại sao mà mình sơn cái đầu đèn này ra màu cam. Đấy, đấy là lý do tại sao. Thì tiếp theo nữa là một cái ốp. Ốp cánh gió. Con này ốp cánh gió này 1,2 triệu nha anh em nhá. Bản như ABS của Thái Lan, 1,2 triệu. Đấy. Chống đổ. Thì chống đổ này thì không biết là chủ xe lắp ở đâu của Fage. Hàng Fage chính hãng và đã bị ngã rồi. Nhưng mà đây cái này là cái rất là nguy hiểm này. Bắt vào lốc máy này anh em này. Đấy. Đây cái này bắt vào lốc máy. Thì khuyên thật với các bạn luôn, thì cái chống đổ này ấy, thì anh em chơi cho mình cái chống đổ xuyên khung, quét nhựa một tí thôi, quét một tầm nhựa một tí, nhưng mà nó an toàn hơn và nó sẽ là yên tâm hơn cho cái quá trình, nhỡ may có vấn đề gì xảy ra nó ngã thì mình sẽ cái chống đổ xuyên khung nó sẽ không bị cạ vào vách máy, vách nước nó giật vách máy ra. Thì chơi chống đổ xuyên khung 550 thôi là hợp lý lắm rồi. Tiếp theo nữa là cái số gẩy. Thì số gẩy đây là một bộ số gẩy của Genma. Genma Thái Lan các bạn biết rồi đúng không? Đấy, đây là bộ gẩy, số gẩy Genma này lên cho rất là nhiều cho dòng xe Exciter này, T-Bix này, MT15 này, R15V3 này, nó đều có. Đây là Genma của Genma. Đây, tại sao lý do này, tại sao mà mình luôn nói là có cả hàng Fakie đây. Các bạn thấy không? Đấy. Genma nhưng mà lại là website của fakie.co.th. TH là chấm Thái Lan nha anh em nhá. Thì anh em có thể check ở trên website của Genma xem nó là hàng chính hãng hay không. Và tiếp theo là con bô thì mình nói ngay từ đầu rồi, Yoshimura Alpha. Con này chính là con Yoshimura Alpha, nhưng mà điểm khác biệt của nó là gì? Con này là bản nhái, bản copy. Thì nó là sơn nhúng carbon. Camera có thể quay lại sát vào cho anh. Thì cái này này, đây này, các bạn thấy không? Đây là có cái inox nó bị bung ra này. Camera quay được không? Đấy, inox bị bung ra này. Cái đây là cái sơn nhúng. Thì nhúng carbon giống như kiểu quân béo. Nó cũng giống như kiểu quân béo ô tô nhúng ở trên nhựa đen thôi. Đấy, thì anh em, rất là nhiều anh em biết cái đấy rồi. Cổ thì chắc chắn rồi, là cổ inox 3x4 cộng mối hàn dây. Sự khác biệt giữa mối hàn dây và mối hàn robot thì là mối hàn dây này nó rất là nhỏ nha các bạn nhé. Đấy, còn mối hàn robot thì nó thành vảy rồng, trông nó sẽ liền lạc đẹp đẽ hơn. Thì cái đấy nó sẽ đắt hơn cái kia một tí. Đấy. Và không thể bỏ qua được là một cái bát biển CNC cực kỳ là chắc chắn. Ô, con này không có xi nhan à em? Tích hợp xi nhan. À, đèn hậu, chơi đèn hậu tích hợp xi nhan luôn. Ê. Rất xịn sò ấy. Mình anh gạt xi nhan này. Tắt đi nhá. Đấy. Bó phanh à. Và gạt xi nhan này. Đấy. Thì con này là lên trông nó rất là gọn, gọn gàng đúng không anh em? Cái đuôi là rất nhiều các bạn chê là đuôi T-Bix này của nó ngắn không? Thực ra cái thiết kế nó ngắn để nó ăn tiền được ở cái lốp này, nó lộ cái lốp ra rất là đẹp đúng không? Đấy. Thì đây là cái bát biển CNC. Bát biển CNC này thì cá nhân con béo nhận xét thì nó không tiện lợi như bát biển 500, nhưng mà nó chắc chắn hơn bát biển 500 rất là nhiều. Thì anh em là thủ cho mình ở trong cái cốp xe ấy. Đây này. Ví dụ nhá, con này nhá, con nào tháo cốp cũng rất dễ. Mở cái cốp xe ra. Thả cho mình con tun, quấn con tun vào đây, thả cho mình con tun vào đây. Lúc nào mà anh em mà thích đi bát biển nước ngầm thì tháo hai cái lẫy này thôi. Đấy, tháo con ốc này và con ốc eco này, con lục này, hai con lục hai bên tháo và gập thẳng vào. Như bây giờ mình thử cho các bạn này, nó cực kỳ là nặng luôn. Nó rất là nặng luôn. Đấy, gập vào rất là sát. Nhưng mà khi gập vào rồi muốn chắc chắn thì mình sẽ phải siết lại, vì là nó quay nó lỏng này. Đấy, quay ra quay vào nó sẽ bị lỏng. Đấy, nên mình siết con ốc nó chặt hơn. Thì là cái mất công hơn so với phát biển 500, là phát biển 500 phải đút bịch phát vào xong luôn. Nhưng con này là phải đút ra đút vào. Đây, bây giờ mình kéo ra này. Đấy, kéo ra nó nhẹ hơn rất là nhiều rồi, vì nó đã chưa siết được con ốc. Đấy.
thì cái pad biển này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Cá nhân mình nhận xét là nó chắc chắn hơn pad biển 500, nhưng mà pad biển 500 thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Mỗi thằng nó cũng sinh ra có một cái công dụng khác nhau đấy. Và tiếp theo là cái rè chắn bùn không thể bỏ qua rồi. Vì tại sao? Vì là nếu mà con này mà không có chắn bùn thì thốn vãi trưởng luôn, cực kỳ là thốn đấy. Tiếp theo là bộ tem vạch phản quang với cả bưa bao tay. Thì như con này xe rất là mới nhá. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để xét giờ. Thường là đa phần anh em sẽ không nhiều anh em sẽ chỉ biết là đi thôi. Đây là giờ 3 giờ 21 này, 3 giờ 12 này. À, đây nữa. Tí nữa mình sẽ xét đây, chỉ cần giữ chặt cái nút này cái là nó nhảy cái chế độ giờ luôn. Đấy, để anh em chạy. Thì đây. Chờ tí nữa xét quay về Odo. Odo có 200 ui, vãi Odo 299 này. Odo 299. Xịn chưa? Cứ tưởng tua công tơ mét. Và tiếp theo nữa đây là cái bộ camera. Em có thể quay camera quay cho anh cái báo số không? Đây này. Được. Đấy, hơi sang quá. Đấy, báo số này. Mình gảy gảy lên này. Số 1 chưa? Đấy, 2 số 2 rồi. Này. 3 này. Phải tiến lên. 4 rồi. 3 này. 4 này. 5 này. À, nhưng con này thì không, nó không có báo số 6 nhá các bạn nhá. Vì là tại sao? Vì là cái hệ thống báo số của Lin này nó chỉ có 5 số thôi. 5 số nó không có báo được số 6. Đấy. Nên là những TMX này 6 số nhá các bạn nhá. Nên là nó chỉ báo được 5 số thôi, dành cho anh em kiểu mới chơi xe mà chưa quen tầm côn tầm nhất thì các bạn có thể xem lại cái đoạn video mà mình quay ở trên đường mình đi báo số ấy. Đấy thì nó có hiện lên tất cả báo số cái đấy. Thì cái này nó đơn giản lắm, nên là lắp vào thì chúng ta chỉ cần đơn giản chúng ta thay cái báo số điện từ dưới, chúng ta chuyển lên và lắp cái công tắc này vào thôi là xong. Ok anh em, và đây là một sản phẩm độ của Quân Béo Mô Tô. Thì cảm ơn tất cả anh em, thì rất lâu rồi mình mới làm vlog của TMX, vì con này lên liền làng đẹp đẽ quá nên mình làm. Còn bên mình thì làm quá nhiều TMX rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi một sản phẩm review của Con Béo Ô Tô. Anh em ủng hộ Con Béo Ô Tô ở Zalo, Facebook và fanpage lẫn cả YouTube nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.